Rồi, xin chào anh em. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách in tài liệu trực tiếp từ điện thoại Android ra máy in như các bạn đã thấy nhé. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào cái phần hướng dẫn của video nhé. Ok, cái bước đầu tiên thì ở trên điện thoại Android của anh em á, anh em sẽ cài vào cho mình một cái ứng dụng, nó có tên là RingTerShare nhé. Thì đây là cái tên và cái biểu tượng của nó nhé. Rồi tí nữa thì mình sẽ để thêm cái đường link tải bên dưới cái phần bình luận video để cho các bạn dễ tìm nhé. Ok, thì bây giờ anh em sẽ mở lên cho mình. Kế đến thì ở trong này nó sẽ có là 8 cái mục tương ứng với những cái phần để anh em sử dụng. Chẳng hạn như là chúng ta muốn in một cái hình ảnh đi, thì anh em sẽ vào cái phần tương ứng là Picture nhé. Còn nếu mà các bạn muốn in một cái tài liệu á, thì các bạn sẽ vào cái phần là Document. Web page là chúng ta sẽ in những cái trang web. Gmail là chúng ta sẽ in những cái email nhé. Và contact là chúng ta sẽ in những cái danh bạ. Calendar là lịch này, message là tin nhắn và cái call log là những cái nhật ký cuộc gọi nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ in thử một cái tài liệu cho anh em xem. Thì chúng ta sẽ vào cái phần là document. Kế đến thì anh em sẽ tìm đến cái nơi chứa cái tài liệu ở trên cái máy của anh em nhé. Rồi thì mình sẽ vào cái phần dấu ba gạch này. Anh em sẽ vào tiếp những cái phần cái nơi chứa của mình. Ở đây thì mình sẽ vào cái mục là bộ nhớ trong ha. Và tìm tiếp cái thư mục là download. Rồi mình sẽ tìm đến cái file của mình ở trong này nhé. Ok, anh em sẽ nhấn vào để mở lên này. Ở cái lần sử dụng đầu tiên á, thì nó sẽ yêu cầu là anh em cài đặt hoặc là cập nhật một cái phần mềm, nó có tên là Doc Render. Thì các bạn sẽ nhấn vào Yes nhé, để chúng ta bắt đầu cài đặt này. Cái này thì nó cũng rất là nhanh thôi. Ok, sau khi mà cài xong á, thì nó sẽ hiện lên cái tài liệu của anh em. Đó, có bao nhiêu trang thì nó sẽ hiện lên hết trên này nhé. Rồi, tiếp theo thì để kết nối được cái điện thoại với cái máy in á, thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái thiết bị nữa. Nó có tên là USB OTG nhé. Đó, cục này thì nó sẽ có hai cái đầu này. Cái đầu bé để anh em cắm vào cái điện thoại nhé. Và cái đầu lớn để các bạn cắm vào cái máy in. Đó, cục này thì nó rất là rẻ thôi, khoảng tầm 3-40 nghìn thôi nhé. Rồi, đầu tiên thì anh em sẽ cắm cái đầu lớn của cái cục này vào cái cáp của cái máy in nhé. Đó, tiếp theo thì anh em sẽ cắm cái đầu còn lại vào cái điện thoại của anh em. Ok, nó sẽ hiện lên một cái thông báo á, thì các bạn sẽ nhấn vào OK nhé. Rồi, và kế đến thì nó sẽ tìm ra được cái máy in của anh em. Đây, các bạn sẽ nhấn vào ha. Ok, tiếp theo để in được thì anh em sẽ nhấn vào cái trang mà mình muốn in này. Sẽ nhấn vào đây ha, dấu tích này. Đó, sau đó thì anh em sẽ nhấn vào cái nút là Ring. Rồi, các bạn có thể chỉnh được cái số trang in hoặc là những cái thông số khác ở trong này nhé. Sau khi xong thì anh em sẽ nhấn vào OK. Rồi, các bạn thấy là ngay lập tức là cái máy in nó sẽ bắt đầu in nhé. Rất là nhanh. Ok, thì đây là cái trang tài liệu mà mình đã in ra. Rất là nhanh luôn. Đó, như các bạn thấy này. Cực kỳ là chi tiết ha. Rồi, như vậy thì ngày hôm nay mình cũng đã hướng dẫn xong. Nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích thì hãy nhấn like. Và nhớ để lại cho mình một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.